Bạn quan sát câu 9 bạn. Dung dịch glucose 5% có khối lượng riêng. Đây có khối lượng riêng này. Dung dịch này 5% này có khối lượng riêng này. Khi oxy hóa 1 mol glu thì tạo thành carbon dioxide và nước tỏa ra nhiệt lượng. 1 mol thì tỏa ra nhiệt lượng là tương đây. Một người bệnh được truyền một chai chứa 500ml dung dịch glucose 5%. Năng lượng tối đa phản ứng oxy hóa thành glucose mà bệnh nhân nó có thể nhận được. Bây giờ năng lượng tối đa mà bệnh nhân nó có thể nhận được khi truyền một chai chứa 500ml glucose 5%. Vậy là trong đầu chúng ta phải tư duy, vậy là chúng ta phải cần tìm rằng là trong cái chai 500ml glucose 5% này thì có bao nhiêu mol là glu. Sau khi mình xác định là bao nhiêu mol glu rồi thì mình nhân với lại 2803 kJ. Thế là mình sẽ ra được cái năng lượng mà bệnh nhân nó nhận. Được chưa? Và các bạn lưu ý rằng là năng lượng mà bệnh nhân đó nhận thì nó phải là dương, đúng không? Bệnh nhân nhận thì nó phải là dương nhá, không thể là âm được. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có này, bước 1 này. 500ml dung dịch glucose 5%, vậy mình sẽ tìm được khối lượng của dung dịch nhá, 500ml dung dịch. 500ml glu 5% sẽ bằng 500ml. 1ml thì nặng 1,02g. Vậy 500ml sẽ nặng là 1,02. 500 nhân 1,02. Đúng chưa? Từ đó chúng ta sẽ tìm được số mol khối lượng glu nguyên chất, đúng không? Ta có là C% thì bằng M chất tan trên M dung dịch. Vậy M chất tan thì sẽ bằng C% nhân M dung dịch. C% ở đây là 5%. 5% là 5/100. Nhân M dung dịch là 500 nhân 1,02. Đúng không ạ? Từ đó chúng ta sẽ tìm được số mol của glu là chia cho 180. Ok không ạ? Này một máy tính nha. Ta sẽ có bao nhiêu đây? 5 chia 100 nhân 500 nhân 1,02 bằng đấy. Chia 180 ra số mol này. Số mol này ạ, số mol hơi lẻ nhỉ, 17,120. Ok chưa ạ? Thế bây giờ mình có là 1 mol glu thì tỏa nhiệt lượng là 2803. Vậy tương đương mol thì nhân với lại 2803. Thế là ra được đây 397,09 kJ nhá. 397,09 kJ. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Quá dễ dàng luôn, đúng không em? Quá dễ dàng luôn.